Rồi, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu ha. Mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái sai lầm trong quá trình chăm sóc cây mai, làm cho cây mai của các bạn nó không phát triển được, càng ngày càng tệ hại hơn nha các bạn. Thì thứ nhất mình nói là về nước. Nước á, mình nói tới mùa khô trước, nắng nhiều nè. Khi mà nắng nhiều á, các bạn nên tưới nước thật là nhiều cho mình nha các bạn. Tưới nước thật nhiều cho mình, đặc biệt là những cái cây mai mà cái chậu của bạn nhỏ, bạn ép chậu á, thì cần phải tưới nước nhiều. Bạn thấy mà nắng một ngày mà trên 8 tiếng đó các bạn, có nghĩa là sáng sớm nó nắng nhiều tới chiều luôn các bạn, chiều vẫn còn nắng nhiều. Sáng sớm là có nghĩa là mới 6-7 giờ bắt đầu nắng ha, chiều là 4-5 giờ vẫn còn nắng. Đó là cái những cái ngày mà nắng nhiều, thì những ngày nắng nhiều các bạn phải tưới nước đủ cho mình. Tưới đủ là tưới dư, có nghĩa là khi mà trời nắng á, trời nắng nhiều như vậy mình tưới dư nó không sao nha các bạn. Tưới đủ và tưới dư nó không sao các cháu. Bạn cứ tưới tràn trề đi, thời gian tưới trong một cái chậu á, thường là bạn cho nó lâu một chút. Bạn tưới khoảng là 30 giây nha các bạn, 30 giây một cái chậu. Tưới 30 giây hoặc trở lên, từ 30 giây trở lên nha các bạn. Thì theo cái lượng cái giọt nước của bạn tưới ra cái lượng nước ít hay nhiều nữa. Nhưng mà bạn thấy á, bạn cảm nhận được cái nước tưới vô chậu này nè, nó sẽ đậm nha các bạn, gọi là tưới đậm đó. Còn những cái ngày mà mưa nhiều như bây giờ là tháng 6 nè, mưa nhiều nè, bạn thấy mưa nhiều ha, mưa nhiều thì tưới nước canh rất là khó. Tại vì nhá, khi mà mình tưới nước rồi, lỡ tưới nhiều rồi gặp mưa nhiều nữa thì cái chất trồng mà nó úng, nó ôi nha các bạn. Thì mình nói vấn đề mà ôi nước chất trồng nè, ôi chất trồng ha, có nghĩa là cái chất trồng mà nó ngậm nước nhiều á, thì cho ngậm nước trong vòng một ngày á hoặc hai ngày thì nó không sao, không ảnh hưởng gì tới cây nhiều. Nhưng mà nó ngậm hoài á, nó ngậm thường xuyên và nó ngậm liên tục trong một tuần ha, hoặc nửa tháng thì cái cây mình nó sẽ không phát triển. Bạn để ý thì những cái chậu mà chất trồng nó lèn á, đặc biệt là chất trồng nó lèn là tại vì á, thứ nhất là bạn bón phân hữu cơ nhiều, nó có chất mùn. Thứ hai là bạn dùng những cái chế phẩm Trichoderma nhiều, nó làm phân giải cellulo ha, làm cho chấu của mình á, chấu sợi dừa nó mau mục. Cái thứ ba là các bạn bón phân là nén ha, hoặc là thứ tư là bạn sử dụng những cái phân mà trộn sẵn như là phân sạch rồi đó, chất trồng sạch đó là không có được ha. Trồng mai thì phải chất trồng nó thông xốp, mình chỉ cần xài, mình nhắc lại là chỉ cần 5 phần sợi dừa, 4 phần chấu sống và 1 phần cho chấu là được rồi các bạn ha. Hoặc là có thể thay thế cho chấu bằng cát nước sạch. Đảm bảo khi mà cái chậu của mình tưới vô nước cũng rút liền, tưới vô rút liền, không để ứ nước trong mặt chậu lâu, đó là chậu thoát nước tốt. Cái vấn đề nước đối với cái cây mai rất là quan trọng các bạn. Cây mai á, cây mai chậu này nè, thiếu nước á thì nó không ảnh hưởng bằng cái thằng dư nước. Các bạn mình nói là thiếu nước nó vẫn ảnh hưởng nha các bạn. Thiếu nước là ví dụ như là bạn để nó thiếu nước quá thì nó sẽ xuống lá nha các bạn ha. Lá này nó sẽ thiếu nước, nó rủ và nó rụng. Nó rụng có nguy cơ là nó những cái mùa này á, hoặc là những mùa từ tháng tới á, tháng 8 9 10 nó mà thiếu nước á, gặp nắng nhiều mà thiếu bạn các bạn tưới thiếu nước á, thì nó sẽ trổ bông sớm nha các bạn. Nó rụng lá thì nó sẽ trổ bông sớm đó. Còn cái dư nước á là rất là tai hại các bạn. Bạn biết rồi, dư nước á, nhiều khi bạn thấy cái chất trồng mình lớp mặt này nó ráo à, nhưng không phải đâu. Ở dưới ha, ở dưới này nó ôi, nó ôi nước. Tại sao ôi? Tại vì chất trồng mình nó lên mịn nè. Mịn là tại vì bộ rễ mình không phát triển, nó không có len lỏi để tạo lỗ thông khí cho oxy tiếp cận được bộ rễ, nên cái bộ rễ nó ôi nước. Các bạn, nó khó phát triển. Bởi vậy làm sao các bạn phải kê chậu lên như thế này cho nó thoát nước tốt ha, đồng thời là chất trồng phải thoát nước tốt và tưới phải canh. Mình nói là trong mùa mưa này là tưới phải canh nước rất là cực nha các bạn. Ví dụ như bạn thấy trời mưa nhiều thật nhiều, nhưng mà những cái cây mai tán lá lớn như thế này nè, tán lá lớn như thế này nè, thì khi mà mưa á, cái lượng nước nó không có vô mặt chậu được nhiều ha. Bạn tưởng đâu vô mặt chậu được nhiều, bạn tưởng đâu vô chất trồng này là nhiều là có nước rồi, bạn quên tưới mà gặp khi trời nắng lên là cây mai mình nó thiếu nước ha, nó khổ như vậy đó. Còn những cái cây mai mà thí dụ như mà mình nói là tàn lá ít á, thì mưa nó sẽ nước, cái lượng nước nó vô mặt chậu này, vô chất trồng này nhiều, mà bạn tưới thêm nữa là chẳng khác nào là cho cây mai mà nó dư nước ha. Dư nước thì bạn thấy là nó không phát triển nha bạn. Nước á, mà nó dư á, thì bộ rễ mình úng thì nó sinh ra nấm, nấm làm hại rễ của mình nha các bạn.
Và chính vì thế trong mùa mưa này canh nước rất là khó hơn mùa nắng nha các bạn. Các bạn phải làm sao mà canh trong mùa mưa này, bạn canh là có nghĩa là bạn kiểm tra ha, cứ thấy nước mà nó dư quá thì không tưới, không tưới, mà thấy cái chậu mình nó khô thì mới tưới thôi nha bạn. Mình canh tưới giác nào cũng được, thí dụ như cái chậu mình ra mình thăm vườn mình thấy cái giác mà 1-2 giờ mà cái chậu mình nó khô quá tưới nước cho mình, tưới luôn giác đó nha các bạn, không sao hết. Cho thí dụ như mà bạn thấy tới sáng qua lại sáng lại mà cái chậu mình nó còn ướt quá thì bạn không nên tưới, rồi bắt giác chưa bạn canh tiếp, nếu mà nó khô ráo thì bạn tưới, thì bổ sung thêm một tí cho nó nha các bạn. Cái vấn đề giác mưa, thời tiết mà trong những cái ngày mưa, tháng mưa này nè, canh nước rất là khó ha. Rồi cái thứ hai là mình nói về cái vấn đề mà kích thước chậu nè. Các bạn trồng cho mình là ép chậu, các bạn ép chậu, nói chậu là phải ép chậu. Còn nếu mà các bạn không ép chậu thì các bạn phải đảm bảo là cái chậu của bạn phải thoát nước tốt, thông thoáng. Ở dưới đáy chậu bạn khoan nhiều lỗ cho mình, là nhiều lỗ thoát nước nha các bạn, không cần phải bít bằng lưới lên đâu các bạn, nhiều lỗ thoát nước để, và đồng thời phải kèm theo là chắc chậu phải tươi xốp và không được mịn nha các bạn nha, chắc chậu phải tươi xốp không được mịn. Nếu bạn trồng chậu to, đảm bảo được hai yếu tố đó là có nghĩa là cái chậu thoát nước tốt, nhiều lỗ thoát nước nè ha, chắc trồng không được mịn thì mình trồng chậu chậu to được nha bạn. Còn nếu không đảm bảo được vấn đề đó thì các bạn phải cố gắng làm sao ép chậu cho mình, ép chậu nhỏ lại nha các bạn, ép chậu nhỏ lại. Mình nói qua cái vấn đề ép chậu nhỏ, có nhiều bạn nói ép chậu canh nước rất là khó, thì đúng nha các bạn, ép chậu á, ép chậu các bạn phải canh nước nha các bạn, tại vì cái trong chất chậu của mình nó ít quá thì nếu mà gặp nắng nhiều thì cái cây mà tàn lá nhiều nữa thì nó mau hút nước lên, nó giải cho giải nhiệt cho lá thì cái chậu của mình nó mau thiếu nước, thì bạn phải tưới bổ sung nha các bạn. Thì cái nào cũng có cái lợi cái hại, mình thì mình thấy cái ép chậu này nè nó có cái lợi nhiều hơn cái hại ha, so với là cái chậu xài chậu lớn nha các bạn. Mình nhắc lại là mình thấy là cái vấn đề mà ép chậu nhỏ này nè nó có lợi nhiều hơn là có hại so với mình xài chậu lớn nha các bạn. Bởi vậy các bạn, mình khuyên các bạn nên xài chậu nhỏ thôi, ép chậu thôi, chịu khó canh nước nó nha các bạn nha. Thì cái cây chậu nhỏ thì bạn thấy nó phát triển tàn lá nó mạnh hơn cây chậu lớn các bạn ha. Cái cây chậu lớn nó phát triển tàn lá mạnh khi mà cái bộ rễ nó bắt được và khi chất trồng nó thông thoáng, thoát nước tốt thì cái cây nó mới phát triển được tùm ha. Còn cái chậu nhỏ thì bạn thấy nó dễ phát triển, cây tàn lá tùm hơn đó, thì bạn cân nhắc cái này đó. Vấn đề thứ ba đây mình nói là vấn đề mà bón phân nè. Các bạn gặp rất là nhiều sai lầm trong bón phân. Mình nói cây mai nó không cần phân nhiều đâu các bạn. Nhiều bạn lúc trước là cái cây này nè, chậu 4 nè, hoành bạn thấy là từng 20 mấy, từng 30 nha, cây này ha, bạn thấy tàn lá bự nè. Mà mình bón có 3g NPK, 3g phân bón gốc nha các bạn, chứ không phải phân này nha, phân này phân bón lá. 3g phân bón gốc NPK thôi. Một tháng mình bón 2 lần như vậy. Và mình bón trong cái tháng 5 là tháng 6 này nha các bạn, chứ không phải là mình bón lúc mà đầu năm đâu. Thì có bạn nói là mình bón như vậy là quá ít so với liều lượng của nhà sản xuất, thì đúng, mình bón quá ít, nhưng mà hiệu quả đem lại thì bạn thấy nè, bạn thấy cái cây của mình tàn lá ha, mình để bàn tay cho bạn thấy nè, cái bề ngang của cái tàn của mình á, là nó khoảng là 90 đến 1 mét ha, bạn thấy nè, 90 đến 1 mét, thấy rất là tùm ha. Qua cái cây này cũng vậy cho bạn thấy nè, tàn lá của mình rất là tùm ha, cây nào cũng vậy. Thì chứng tỏ là cái cây mai mình nó ăn phân không cần nhiều nha các bạn. Nếu thiếu phân thì cây mai mà nó sẽ không có chết, không có xì đâu các bạn, đừng có lo. Chỉ có dư phân thì cây mai mới chết thôi. Nhiều bạn mình thấy nhé, đối với những cây mai như thế này nè, các bạn bón một muỗng cà phê hơn, có thể là bón 7g đến 10g luôn, mà bón 2 lần như vậy. Thì mình nói bón như vậy là cây nó khăn không hết đâu các bạn. Điển minh chứng là cái cây này mình bón có 3g mà bạn thấy nó vẫn phát triển bình thường nha các bạn. Thì mình nói lại là bón phân cho cây mai thì phải bón một tháng làm 2 đến 3 lần và không nên bón một lần quá nhiều. Đó, mình thấy mình nói các bạn á, các bạn đừng có nghĩ là bón phân nhiều là cái cây nó mau sung đâu, đó là sai lầm lớn nhất của các bạn nha các bạn nha. Các bạn bón phân nhiều á là cái cây nó sẽ bị khựng, nó xì luôn á, tại vì á, bạn biết cái cây nó không có ăn được nhiều mà bạn bón vô nhiều thì nó tồn trữ trong đây nè, trong bộ rễ nó tồn trữ hoài thì nó sẽ làm cái mật độ phân của mình nó cao, là mật độ khân của nó cao á, thì bạn biết á, là nó nghẹn rễ nó không hấp thu được các bạn, thì nó sẽ gây trái rễ các bạn.
mà bộ rễ nó hư rồi thì nó hình thành nấm rất là nhanh. Không biết bộ rễ, tại vì bộ rễ á, nó là cái cơ quan mà nó sản sinh ra cái hormone cytokinin và nhiều cái loại axit khác nữa, nhưng mà không có nói chuyên sâu. Cái hormone cytokinin là cái hormone mà để mà nó ra chòi lá này nè, mà và cái hormone đó nó sẽ kháng lại một số nấm bệnh nên bạn. Bởi vì bạn thấy sao cây mai mà khỏe mạnh thì nấm bệnh, đặc biệt nấm rễ này nó khó tấn công hơn là những cây mai yếu là như vậy đó các bạn. Và chính vì thế là mình làm sao mình bón phân mà cái cây nó ăn từ thiếu đến đủ, đừng có cho dư nha các bạn. Dư bạn biết, dư một lần thì nó không sao, nhưng mà bạn bón cứ nửa tháng dư lần, nửa tháng dư lần, thì tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, bạn thấy nó dư cái lượng phân rất là nhiều trong đây không ha. Mà bạn đừng có nghĩ là nó dư nằm trong đây không, có khi là bộ rễ nó hút dinh dưỡng vô rồi nó nằm dư trong bộ rễ nha bạn, nó nằm dư trong những cái đầu rễ á, là nó sẽ dư, nó cản lại ha. Bạn hiểu vấn đề đó ha, nó sẽ dư, không phải là dư ngoài chất trồng không đâu, và nó dư trong cái những cái đầu lông hút của bộ rễ, lông tơ luôn nha các bạn. Nó hút vô tới đó nó ngừng ha, nó dư của nó dư ngừng, nó làm nghẽn mạch ha các bạn. Chính vì thế á, mình minh chứng cho bạn là cái cây này mình bón có 3 gram phân bón ra bón gốc thôi ha. Còn sử dụng, mình nói lại, khi mà bạn mà sử dụng phân bón lá như thế này nè, thì mình nói rồi, nhắc lại cho những bạn ít mà xem clip ha, phân bón lá thì vừa xịt lá và vẫn tưới gốc được luôn nha các bạn. Nhưng mà bạn làm cái nào một thứ thôi, có nhiều bạn vừa tưới gốc và vừa xịt lá luôn thì nó dư các bạn ha. Nó dư có nghĩa là nó, bạn cho nó ăn hai miệng ăn ha, tại vì cây nó ăn qua lá và ăn qua rễ, bộ rễ lông tơ lông hút, bạn cho nó ăn và bên cái miệng nào thôi. Ví dụ bạn cho ăn vô gốc thì không cần phải xịt bó lá ha, mà nói và ăn qua lá thì không cần phải tưới vô gốc. Các bạn làm cái nào một thứ thôi, không cần phải vừa xịt lá vừa tưới gốc đâu các bạn, nó sẽ dư. Và đồng thời á, cái phân này nè thì các bạn nên pha từ 1 đến 2 gram trong 1 lít nước thôi nha các bạn, không hơn 2 gram nha các bạn ha. Nói rồi, tốt nhất là bạn nên xài 1 gram đến 1 gram rưỡi trong 1 lít nước thôi ha, nó bảo đảm cho cây của mình. Có nhiều bạn xài phân bón lá nè, và kể cả những cái thuốc trừ sâu trừ bệnh phun lên lá, phun lên nó bị rối loạn sinh lý liền. Mình thấy như các bạn bị nhện đỏ nè, mọ trĩ nè, bạn phun thuốc á, tại vì bạn biết cái quá chất, những cái loại thuốc đó là quá chất, khi mà mình phun lên cái cây mình hấp thu á, nó sẽ bị rối loạn sinh trưởng, có nghĩa là nó không giống như con người mình, nó tiêm vô một cái loại quá chất nào đó không thích ứng thì nó sẽ phản kháng lại các bạn. Cây này cũng vậy, khi mà mình phun lên như vậy á, với cái liều lượng không đúng á, nó hơi dư một chút ha bạn, hoặc là bạn phun không đúng thời điểm, hoặc là không phun thuốc không đúng cách, phun phân bón không đúng cách á, thì nó sẽ làm cho cái cây của mình nó kháng lại cái vấn đề đó, thì làm cho lá của bạn nó quăng queo. Quăng queo có nghĩa là không phải giống như bọ trĩ nha các bạn, bọ trĩ nó quăng queo khác, còn cái những cái cây mai nó bị rối loạn sinh lý, nó quăng queo theo cái khác này, tại mình không có cây nào nó quắn như vậy hết á, nên mình sẽ khó có mà diễn tả được cho các bạn xem ha. Thì vấn đề đó là bị cây mình nó bị rối loạn sinh trưởng ha, rối loạn quá trình sinh trưởng. Thì các bạn sử dụng cho mình thằng Amigen này nè. Amigen này các bạn biết á, là nó sẽ giải độc được phân bón nè, giải độc được thuốc trừ sâu, giải độc thuốc trừ bệnh nè, giải độc những cái hóa chất nông dược ha, và phân bón rất là hay. Trong phân bón cũng có tạp chất nha các bạn. Đó. Thì Amigen này mình nhắc lại, sử dụng để mà tưới cho cây hoặc phun cho cây á, thì các bạn pha liều lượng là 2 gram trong một lít nước nha các bạn ha. 1 gram rưỡi đến 2 gram trong một lít nước. Bạn phun lá hoặc là tưới gốc, mình dùng chữ hoạt có nghĩa là một trong hai thôi. Bạn phun lá ha, còn không phun lá thì chỉ nên tưới gốc thôi. Thì có thể làm 2 lần cách nhau 7 ngày để giải độc cho cây, trong những cái trường hợp mà bạn sử dụng thuốc ha, trừ bệnh trừ sâu không đúng và phân bón không đúng nha các bạn. Rồi mình nói thêm cái vấn đề thứ tư là cái vấn đề mà sai lầm của các bạn trong quá trình chăm sóc cây, là các bạn thường là bạn thay chậu, thay chất trồng ha, và xả tàn không đúng lúc, không đúng cách. Thì mình nói luôn cái vấn đề này để những các bạn mà ít xem clip của mình nắm rõ hơn các bạn. Thì cái thứ nhất là về xả tàn, thì xả tàn cây mai thì các bạn nên xả lúc mà cây mai nó không có lá non chọi non nhiều nha các bạn. Không có lá non chọi non nhiều như thế này thì xả
thì hiệu quả đem lại tối ưu hơn nha các bạn. Còn bấm đọt á, thì bạn bấm luôn lúc mà bấm đọt hoặc con tàn nhẹ thì các bạn có thể làm lúc lá non như thế này được, với cái cây của bạn phải sung nha các bạn ha. Ví dụ bấm đọt nè, cắt đọt nè ha, làm được trong lúc lá non, nhưng mà cây mà bạn phải sung. Còn nếu mà sẵn xả tàn sau Tết á, xả tàn cắt đôm á, như là xả tàn thúc trùng mạnh á nè, thì các bạn phải xả càng sớm càng tốt sau khi chơi chân Tết, và đặc biệt là lúc cây mai nó không ra lá non nhiều nha các bạn. Và đồng thời các bạn thay chậu, thay phân cũng vậy nha các bạn. Thay chậu thì mình nói là thay chậu thì tránh động rễ, còn nếu đã động rễ thì phải đặt bỏ lá, và nên làm lúc cây nó không có lá non chậu non. Vấn đề cây lá non chậu non thì mình nói cũng rất là nhiều rồi, video này mình cũng sẽ không nói nhiều, nhắc lại là các bạn cứ làm theo như mình đi, hạn chế làm những việc động tới cây mai ha, động rễ cây mai lúc lá non chậu non, nên làm lúc lá già nha các bạn, không có lá non chậu non. Thì các video của mình nói đi nói lại cũng nhiều vấn đề có liên quan thôi, các bạn xem thường thì các bạn mình nhắc lại để các bạn lưu ý thêm và ghi nhớ thêm thôi. Còn những bạn cho cốt lõi là cho những bạn ít xem clip của mình, hoặc là mới xem kênh của mình, mới xem clip của mình nha các bạn. Và các bạn muốn làm cái gì á, nhất là đặc biệt hai chậu, hai giá trồng nè, bạn phải nắm vững được cái kỹ thuật làm nha các bạn ha, cái kỹ thuật làm và cái kinh nghiệm làm. Còn nếu bạn không nắm vững á, thì bạn làm rất là dễ là sai nha các bạn, cây mai mà nó si. Thì đặc biệt mình nói là làm gì làm thì phải giữ cho bộ rễ nó được an toàn ha. Còn nếu bạn đã làm động rễ, đứt lệ rễ thì phải lặt lá bớt nha các bạn, và phải tưới kích rễ nha các bạn. Làm xong phải tưới kích rễ liền, thì kích rễ các bạn có thể xài Atonit hoặc là xài N3M. Vấn đề đó, cái vấn đề mà cây mai si nhiều nhất là cái vấn đề các bạn động tới cây mai nha, nhổ cây mai lên hai chắc trồng nó động rễ, động tới cây mai á, thì các bạn hình dung lại coi ha, những cây mai của bạn chết nhiều, si nhiều là tàn động rễ nó không ha, làm những cái vấn đề mà động liên quan tới động rễ thì cây mai mới chết thôi nha. Hoặc là làm những cái vấn đề mà liên quan tới những lúc cây mai mà nó đang già lá non nhiều như thế này nè ha. Đó. Bởi vì mình nói làm gì làm thì là phải nên làm đúng kỹ thuật, và làm lúc cây mai nó không có lá non chồi non ha, làm tránh động rễ, còn nếu động rễ thì phải lặt lá nha các bạn ha. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bạn hãy cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn. Thôi, tạm biệt các bạn.